Có lẽ bọn mình không thể tiến xa hơn được nữa. Tôi thích anh. Thật đấy. Đây có phải khởi đầu của một mối nhân duyên? Không ai trên thế giới này thích anh hơn em. Là lỗi của em sao? Em thích anh. Đồ ngốc. Mình phải làm gì đây? Đón xem dịch vụ thuê bạn gái phần 2. Hai đứa đã nghĩ đến việc sống chung chưa?